Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên giờ học thánh kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học về sách Khải Huyền chương 21 về Jerusalem tương lai, không phải là Jerusalem đã được xây dựng ở tại nước Do Thái theo cái nhìn của người Do Thái, mà đền thờ đó đã bị tiêu tan năm 70 dưới thời của đế quốc Roma. Nhưng đây là Jerusalem mới từ trời mà đến. Xin mời chúng ta đọc từ câu 9. Chúng ta đã đọc qua về trời mới đất mới, Chúa ở cùng họ, Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu là đấng Alpha và Omega. Và bây giờ chúng ta đọc về Jerusalem mới từ trời mà xuống, thì con người có cố công xây dựng những cộng đoàn nhân loại thường thất bại nhiều hơn là thành công. Nhưng cuối dòng lịch sử, họ nhận ra rằng cùng với họ, Thiên Chúa đã xây dựng một cái gì đó còn lớn lao hơn nhiều từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Xin mời đọc câu 9. Bấy giờ, trong số 7 thiên thần mang 7 chén đầy 7 tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương, hiền thê của con chiên." Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa, thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng. Trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường thành. Thành hình vuông, chiều dài cũng bằng chiều rộng. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được 12.000 dặm, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều như nhau. Người đo tường thành được 144 thước, theo thước đo của loài người, cũng là của vị thiên thần. Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch. Nền móng thứ hai bằng lam ngọc. Nền móng thứ ba bằng lục ngọc. Nền móng thứ tư bằng bích ngọc. Nền móng thứ năm bằng mã não. Nền móng thứ sáu bằng xích não. Nền móng thứ bảy bằng kim châu. Nền móng thứ tám bằng lục châu. Nền móng thứ 9 bằng hoàng ngọc. Nền móng thứ 10 bằng kim lục. Nền móng thứ 11 bằng huỳnh ngọc. Nền móng thứ 12 bằng tử ngọc. 12 cửa là 12 khối ngọc trai.
mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt. Trong thành, tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng. Và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm. Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại. Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường sinh của con chiên mới được vào. Là mô tả về Jerusalem mới, và chúng ta thấy một Jerusalem mới nó quá là huy hoàng và quá là lớn lao. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi cái độ lớn lao nó lớn tới cỡ nào. Và qua các cái cạnh mà đo vuông vánh như vậy mà cả hàng ngàn dặm, mọi người đo chiều dài cũng bằng chiều rộng, mà mỗi chiều như vậy được 12.000 dặm, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng nhau, mà 12.000 dặm là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nó quá lớn đến độ mà 12.000 dặm mà mỗi chiều nó là một khối vuông rồi, cả cao cả rộng tất cả mọi cái, mà 12.000 dặm mà tính ra là phải khoảng 1.377 mao, tức là 2.000 cây số. Một cái thành vĩ đại như vậy rồi, nó lớn hơn cả nước Việt Nam nữa, không có thể nào tưởng tượng được. Một cái khối vuông, Việt Nam thì dọc theo bờ biển là khoảng chừng 2.200 km chiều dài dọc theo bờ biển, nó là tính hết. Nhưng mà bề rộng của Việt Nam có những chỗ nó chỉ có 40-50 km thôi, nó không có sâu như vậy. Mà ở đây là cả tính ra 12.000 dặm là theo cái thước đo này thì nó quá lớn, đến độ mà các cái chiều kích rất là hoàn hảo và diễn tả một cái thành vĩ đại không thể nào tưởng tượng được, một Jerusalem mới vĩ đại. Và đây là cảm hứng mà Isaiah 54, Isaiah 60, Khải Huyền nhấn mạnh đến cái vinh quang Thiên Chúa biểu hiện chói ngời một cách hữu hình trong thành thánh Jerusalem. Và như vậy thì kiến Jerusalem từ trời xuống làm mẹ và là tân nương trang điểm lộng lẫy chờ đón tân lang, đã đang được trang bị sẵn sàng để đón tân lang. Và suốt thời trụ ước đó, hình ảnh tân nương hiền thê của con chiên được dùng để nói lên cái sự thân thiết giữa Thiên Chúa và dân người. Chúng ta thấy tiên tri Hosea rồi sau đó Ezekiel đã dùng cái ngôn ngữ về hôn nhân để nói lên cái mối liên hệ đầy tình yêu thương giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cho nên ngay từ trong câu 9 là câu 10 là diễn tả cho chúng ta thấy thành Jerusalem mới, và thiên thần chỉ cho thấy tân nương hiền thê của con chiên, rồi sau đó đưa lên một núi cao để thấy thành thánh là Jerusalem, và đây là một cái thành vĩ đại từ trời. Và trong khung cảnh trời mới đất mới này, cuộc tình mới của con người với Thiên Chúa được hoàn toàn biến đổi rồi. Chân mới của Chúa được trang điểm lộng lẫy để đón chàng rể là Đức Kitô phục sinh đi vào cái tiệc cưới cánh chung. Và ở đây Khải Huyền nhắc sơ qua để thấy cái hình ảnh thành thánh Jerusalem từ câu 11, 12 trở đi cho tới 16. Chúng ta thấy mô tả đặc tính của thành thánh xuất phát từ Chúa, và thành xuất hiện trong lịch sử tạo nên cái mối tương quan liên tục giữa cựu ước và tân ước. Vì ở đây nhắc tới là mỗi cửa thành đều có ba cửa, mỗi phía đông tây nam bắc đều có ba cửa, là 12 cửa thành, và rồi liên hệ tới 12 nền móng, tên đó là tên của 12 tông đồ. Còn 12 cửa thành của bốn hướng chỉ về 12 chi tộc của Do Thái, đất nước Do Thái. Như vậy chúng ta thấy cái thị kiến Jerusalem tân nương là một cái biểu tượng Jerusalem thành thánh, ngôi đền của Thiên Chúa. Loài người không còn cần đến đền thờ nữa khi mà Thiên Chúa hiện diện ở giữa họ rồi.
và thực tại đã thay thế cho cái hình bóng của ngày xưa. Bây giờ là chính Thiên Chúa đang hiện diện, và chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng nhau. Cho nên thành thánh được xây nên như một cái khối vuông, dài rộng cao đều bằng nhau, là một khối vuông hoàn hảo. Và một cái mô thức vĩnh viễn ở bức tường của nó tượng trưng cho sự an toàn, sẽ không còn có sợ hãi. Dù chỉ là nỗi sợ hãi thầm kín của bất cứ người nào khi cảm thấy sự sống lìa khỏi mình, thành rực sáng như ngọc thạch. Và ngọc thạch là chất liệu xây nên tường thành. Và ở cái chương 3, chương 4 câu 3 đó, thì đã nói Thiên Chúa trông giống như ngọc thạch, diễn tả tất cả những cái loại đá quý chiếu sáng. Còn các thiên thần thì canh giữ các cửa thành. Thành có tường rộng cao, có 12 cửa thành, do 12 thiên thần canh giữ. Thì ở đây chúng ta thấy các thiên thần đã từng canh giữ cửa thành ở vườn địa đàng, thì mọi sự được giữ kín và bảo toàn bên trong mầu nhiệm của Chúa. Tường thành xây trên 12 nền bóng, trên đó có tên của 12 tông đồ của con chiên là Chúa Giêsu. Chân lý của thế giới mới này đã hàm chứa trong lời chứng của các tông đồ của Chúa Giêsu. Và thành đô vĩnh viễn là đích điểm cuộc lữ hành trường kỳ của toàn thể nhân loại. Đó từng là hoài bão của những người công chính, những người nghèo, những ai có tâm hồn trong sạch và những ai sầu hổ khổ thì sẽ được ở trong thành. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành để đi vào thành. Còn các nhân vật thời cựu ước đã không ngừng tìm đến một cái con sông có nước trường sinh mà họ tưởng tượng dấu ẩn ở cái vườn địa đàng nào đó, ở một nơi nào đó. Thì ngôn sứ Ezekiel đã thấy nó vọt ra từ đền thờ mới, và hai ngôn sứ Isaiah, Zechariah cũng hứa rằng sau khi được tẩy sạch thì dân sẽ được ban cái nước ấy, và Chúa Giêsu tặng ban nó cho người phụ nữ Samari, nước hằng sống. Và giờ đây nó tuôn chảy từ cung lòng của Chúa Ba Ngôi, từ ngai tòa của Thiên Chúa và của con chiên. Chúng ta sẽ đọc vào trong chương 22 để diễn tả cho chúng ta một cái đời sống mới, thành thánh mới từ trời, chứ không phải từ cái tổ chức của con người xây dựng rồi sẽ mất đi. Cho nên ở trong thành không có đền thờ, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của Jerusalem mới. Đền thờ là nơi thờ phượng Chúa, con chiên xác tế chính là thân mình Đức Kitô, là đền thờ mới rồi. Từ nay việc thờ phượng mới đích thực và thiêng liêng như Thiên Chúa muốn là thờ phượng trong thần khí và sự thật. Như trong Gioan chương 4 câu 23, Chúa nói với người phụ nữ Samari, việc thờ phượng Chúa hệ tại việc hiệp thông với chính đấng phục sinh. Và như vậy, loài người đạt tới cái điều Chúa muốn là Thiên Chúa ở với chúng ta. Hiệp thông trở nên một ở trong tình yêu. Cho nên khi Thiên Chúa đã nên hoàn toàn hiện diện thì không cần đền thờ nữa. Và Chúa đích thân là ánh sáng của thành thánh Jerusalem mới. Lời hứa trong Jeremiah chương 36 câu 2 bây giờ đã được hoàn thành. Và đấng phục sinh là ánh sáng soi dẫn cho dân của Ngài. Và đây cũng là chủ đề lớn của tin mừng Gioan, Đức Kitô là ánh sáng. Ở trong chương 1 câu 3 hay chương 14 câu 6 của Phúc Âm Thánh Gioan. Cho nên cái thị kiến này để chúng ta thấy một Jerusalem mới mà đền thờ là chính Chúa Kitô và cùng dân của lễ lên Thiên Chúa Cha, để tất cả mọi người chúng ta cùng với Đức Kitô, dân của lễ lên Thiên Chúa Cha, tôn thờ Thiên Chúa, thực hiện ý muốn của Chúa Cha, và Đức Kitô là ánh sáng cho trần gian, cho mỗi người chúng ta. Rồi, cái phần kế tiếp là chương 22 về một cái địa đàng mới. Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê. Chúng ta ở trong vườn địa đàng cũng có cái dòng nước trường sinh, có cây trường sinh, thì ở đây có dòng nước trường sinh sáng chói như pha lê. Và nước trường sinh ở đây chỉ về chính Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống cho chúng ta, và Chúa Giêsu chết để ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu của Chúa, đấng ban sự sống, mà chúng ta vẫn đọc Kinh Thiên Kính để tuyên xưng cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Thánh Thần. Con sông có nước trường sinh sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa.
Chúng ta nhớ là khi phạm tội thì vườn địa đàng ở trong sách Sáng Thế chương 3 câu 2 đến 4 thì vườn địa đàng đã bị bịt kín rồi. Tức là con người bị cái lời nguyền rủa rồi, không có được vào hưởng hạnh phúc ở đó nữa. Thì ở đây không còn lời nguyền rủa nào nữa, tất cả đã được khai thông, cửa được mở ra. Ngai của Thiên Chúa và của con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa. Họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Đó là chính Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Cho nên Chúa Giêsu chiếu sáng trên tất cả những ai hướng về Ngài. Thiên thần nói với tôi, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa ban thần khí linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của người đến tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Đây, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này. Tôi là Gioan, đã được nghe và thấy những điều đó. Nghe và thấy xong, tôi phủ phục xuống dưới chân vị thiên thần đã chỉ cho tôi thấy các điều ấy mà thờ lạy người. Nhưng người nói, đừng, đừng, tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông là các ngôn sứ và những người tuân giữ các lời trong sách này. Hãy thờ lạy Thiên Chúa. Đoạn này thiên thần không có cho thờ lạy Ngài, vì Ngài là một tạo vật giống như mình, cho nên không được thờ lạy thiên thần, mà phải thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Đây là cái phần lặp lại một lần nữa. Rồi người bảo tôi, đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi. Đây, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến, và ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu và cuối, là khởi nguyên và tận cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình để được quyền hưởng dùng cây sự sống và qua cửa mà vào thành. Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài. Tức là không ở trong thành. Và như vậy, cái thị kiến về một địa đàng mới kết hợp các yếu tố ở trong Cựu Ước Ezekiel chương 47 đã nhắc tới, mô tả đền thờ vào cái thời buổi cánh trung. Rồi trong sách Sáng Thế chương 2 đã mô tả cái vườn Ê-đen, vườn địa đàng với các con sông và cây sự sống. Thì ở đây đưa chúng ta tới cái cây sự sống mới nơi chính Chúa Kitô và nước hằng sống mà Chúa Giêsu ban cho qua thánh thần của Ngài. Thì tiên tri Ezekiel cũng chương 47 cũng nói nước trào vọt từ đền thờ mang hai đặc tính, thứ nhất là làm cho sống, thứ hai là chữa lành mọi dân tộc. Thì đền thờ đó chính là Thiên Chúa và con chiên. Sự sống mới trào vọt từ Thiên Chúa và con chiên chịu xác tế thì trong Gioan chương 7 câu 38 đến 39 đã nói tới, và nước đã nói tới nước ám chỉ là chính Chúa Thánh Thần và sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa, nên mọi cái cửa của viền địa đàng đã được mở ra hết rồi, nay đã phá hủy nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu rồi. Cho nên sách Xuất Hành chương 3 câu 2 đó đến 24 là hậu quả của tội lỗi. Bây giờ ở trong chương 22 của sách Khải Huyền đã mở lối cho tất cả mọi người vào thiên quốc, cho mọi sự đã được tái tạo tươi mới hoàn toàn. Bây giờ các tôi tớ Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Thiên Chúa, nghĩa là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Thánh danh người ghi trên trán họ diễn tả là họ là thành phần được cứu rỗi và vĩnh viễn thuộc về Thiên Chúa, được vinh quang Thiên Chúa và chiên con chiếu sáng, vì Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Và suốt dòng cựu ước dân Chúa chỉ mong được nhìn thấy tôn nhan của Chúa thôi. Còn trong Tân Ước thì Thánh Phi-líp-pê cũng nói với Chúa Giêsu, xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha như thế là chúng con được mãn nguyện, trong Gioan chương 14 câu 8. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là ai thấy Thầy là thấy Cha rồi.
ai là thấy thầy là thấy cha. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã đến trên trần gian. Cho nên những cái ước mơ của mọi người đã được kết tinh ở trong chính Chúa Giêsu rồi. Và Khải Huyền cho thấy cái điều mơ ước đó đã thành hiện thực. Jerusalem bởi trời là nơi thành tựu mọi cái mặc khải. Và loài người được đưa vào nhìn thấy Thiên Chúa, diện kiến thánh nhan của Ngài. Ở trong Kinh Thánh, cái khả năng mà thấy ai thì kèm theo cái sự trở nên giống người ấy. Đó là cái từ ngữ đi diễn tả. Và thấy Chúa tức là nên giống như Chúa. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương thứ 3, câu thứ 2. Và bây giờ nhan Thánh Chúa chiếu rạng trên những kẻ lành thuộc về người. Jerusalem mới tức là những kẻ thuộc về Chúa, được chiếu ngời ánh vinh quang của Chúa. Và họ sẽ được thống trị đời đời với Chúa. Isaiah chương 60 câu 19 cũng như Daniel chương 7 câu 18 đến 27 đã nói cho chúng ta. Và cả ba thị kiến này đều loan báo cùng một thực tại là ngày cánh chung được minh định bằng sự hiện diện quyết định và đầy vinh quang của Chúa. Bản văn này cũng đưa chúng ta nhiều cái chỉ dẫn cho thấy tác giả cái nối kết ba thị kiến trên thành một cái chủ đề duy nhất. Chúng ta đang thấy là Khải Huyền chương 21 câu 2 thì mô tả trời mới đất mới, nhưng đột nhiên nói tới Jerusalem trên trời bằng cái từ ngữ mượn ở thị kiến tiếp sau đó là về Jerusalem trên trời, từ câu 9 đến câu 10 của chương 21. Rồi ở câu 8 thì kết thúc cái thị kiến bằng một bản liệt kê những cái tính xấu mà sách Khải Huyền chương 21 câu 7 đã lặp lại ở phần cuối, mà chúng ta thấy là những người mà ô uế, ăn gian, nói dối, làm những điều ghê tởm thì không có tên trong sổ trường sinh. Phần đã được nhắc lại. Rồi ánh sáng Chúa thì xua tan cái bóng đêm trong Khải Huyền chương 21. Và chương 22 câu 5 là nhắc lại về ánh sáng của Chúa. Thì chương 22 câu 2 của sách Khải Huyền này đã pha trộn cái hình ảnh địa đàng với thành Jerusalem mới để pha trộn cho chúng ta thấy. Như vậy qua những cái nét chung này giữa ba thị kiến, Thánh Gioan muốn tỏ bày một cái niềm hy vọng về ngày cùng tận mở ra một trời mới, một đất mới, nơi đó chính Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Chúa. Và con người không cần những đền thờ vật chất nè, nhưng mà là cái sự liên kết trong tình yêu với Chúa Giêsu. Và Thánh Phaolô cũng đã nói Thiên Chúa sẽ nên mọi sự cho mọi người. Các biểu tượng về mầu nhiệm ngày cùng tận ấy chỉ có thể gợi lên một cách xa xa, nhường chỗ cho cái sự chiêm ngắm để hướng tới cái cùng đích của mình mà Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Và ở đây đã mô tả cho chúng ta một cái hạnh phúc trong một cái tạo vật mới, một cái sự tạo dựng mới mà chính Chúa đang hình thành cho tất cả chúng ta, để giữa bao nhiêu cái đau thương đều được chữa lành trong Chúa Kitô. Ngài là cái cây ban sự sống cho chúng ta, để nhờ các bí tích ta được chữa lành qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội. Chúng ta được cái sự sống mới là chính mình máu của Chúa Kitô qua các bí tích nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên ở trong phần cuối của câu chương 22 câu 15 chúng ta thấy là những người làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, làm điều gian dối thì không có được ở trong thành thánh, bởi vì họ không có giống Thiên Chúa tình yêu. Và Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử của nhân loại, Ngài là khởi đầu và là cùng tận, là đầu và là cuối, khởi nguyên và tận cùng. Cho nên cái kết thúc là Ngài hướng dẫn nhân loại đi qua những cái thử thách, qua những cái khó khăn trong đời sống, và cuối cùng là nhân loại phải đạt tới cái hạnh phúc ở trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Và như vậy các cái cây ban sự sống này, hoa trái của nó vừa làm thức ăn vừa chữa lành cho nhân loại ta, thì đó là cái ân sủng từ các bí tích do Chúa Giêsu lập và lời của Chúa, mình máu của Chúa để ban cho chúng ta, thì còn gì hơn nữa. Không cái gì trên trần gian này lớn hơn được. Điều quan trọng là niềm tin của chúng ta vào Chúa để chữa lành tất cả những cái thương tích trong tâm lý, trong những bệnh hoạn của tình cảm, trong mối dây liên hệ và những cái bệnh tật thể lý của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái cuộc tạo thành lần thứ nhất, nhân loại đã phạm tội, thì Chúa Giêsu đến cho một cuộc tạo thành mới, thì cho chúng ta, để chúng ta đi vào một cái hạnh phúc, cái vinh quang đời đời với Thiên Chúa. Và tới phần kết, chúng ta thấy từ câu 16
còn vài câu nữa là kết thúc. Ta là Giê-xu, ta đã sai thiên thần của ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây liên quan đến các hội thánh. Chính ta là chồi non và dòng dõi David, là sao mai sáng ngời. Thần khí và tân nương nói, xin Ngài ngự đến. Ai nghe hãy nói, xin Ngài ngự đến. Ai khác hãy đến. Ai muốn hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực. Ai mà thêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này. Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây sự sống và thành thánh, là cây và thành mô tả trong sách này. Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng, phải, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến, nghĩa là Chúa sẽ ngự đến và mọi việc Chúa đã sắp xếp để Chúa Kitô sẽ ngự đến và cái lời cầu nguyện là Amen, lạy Chúa Giê-xu xin ngự đến. Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giê-xu. Cho nên mọi người đều trông ngóng Chúa Kitô lại đến, nhưng chúng ta biết rằng giờ cuối này có thể bị trì hoãn và tân lang có thể đến muộn hay là đến quá khuya. Mọi người phải luôn luôn tỉnh thức, chứ còn nếu không có tỉnh thức thì sẽ bị rơi vào cái quyền lực của sự giữ của tối tăm. Và Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã sai các thiên thần đến để chuẩn bị đưa nhân loại đi vào cái hạnh phúc vĩnh cửu. Ai khác hãy đến. Chúng ta đọc những cái lời này từ Isaiah chương 55. Và trẻ em đã trở thành người lớn khi nó tự bỏ những cái bông ước không cùng của nó để chấp nhận những cái giới hạn của thế giới thiết thực. Còn Thiên Chúa người kêu mời chúng ta trở về với tuổi thơ khi người khơi dậy nơi chúng ta những cái khao khát vô hạn. Chúa Giê-xu nói, được như anh em đã tin, tin sao thì được vậy. Và chúng ta khao khát thì chúng ta đến với Chúa như là một người con, vì Chúa mới là đấng có quyền năng để ban tất cả mọi thứ cho chúng ta. Thiên Chúa khơi dậy cái khả năng khát vọng để chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận những cái điều lớn lao mà Ngài muốn ban tặng cho chúng ta. Khát vọng là biểu hiện đầu tiên cho biết chúng ta cảm nhận Thiên Chúa đang hoạt động nơi chính mình. Nhưng khát vọng cũng giống như những hạt giống trong dụ ngôn. Nhiều hạt vừa gieo xuống đã sớm mất đi. Chính chúng ta đã cắt bỏ mầm non của nó. Thì cái này không phải dành cho tôi, cứ sống như những Kitô hữu bình thường cũng đủ để mà lại an toàn hơn nữa. Nhưng mà đó là cách mà người ta luôn luôn ngụy biện để cứ sống một người bình thường. Nhưng mà Chúa Kitô muốn chúng ta phải phát triển những cái hạt giống mà Chúa đã gieo trong lòng của chúng ta. Những cái khát vọng vô biên là chính Chúa chúng ta phải tìm đến, chứ không phải dừng lại ở những cái khát vọng tầm thường ở trần gian. Cho nên con người chúng ta hay nói cái này không phải dành cho tôi, cho người nào đó, nhưng mà chính chúng ta là phải sống cái đời sống đức tin của chúng ta ở giữa trần thế này và phải phát triển những cái hạt giống Chúa ban cho dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Và như vậy mỗi người chúng ta đã cảm thấy khao khát Chúa đến mức độ nào, ít cho ai cưu mang cái cơn khát này và thường là muốn từ bỏ nó đi. Nhưng mà thánh thần tình yêu của Chúa tác động cho chúng ta để khao khát đến với nước trường sinh, với chính Chúa Kitô là nguồn sự sống, là nguồn chữa lành. Khi mà chúng ta ý thức được và mong Chúa Giê-xu đến, bây giờ chẳng có ai mà mong Chúa Giê-xu đến như vậy. Trong thế giới hiện tại của chúng ta, người ta lao vào tiền bạc hay lạc thú trần gian và không nghĩ gì cái giờ chết của mình, cái giờ mà Chúa Kitô gọi mình và cái ngày tận cùng của thế giới này. Không có ai quan tâm tới, mọi người đều chỉ có muốn đi vào cái đời sống hưởng thụ ngay hiện tại thôi. Nhưng mà chúng ta biết cái cùng đích của mỗi người chúng ta phải giữ cái khát vọng về chính Chúa, cái khát vọng vô biên mà trần gian này không có đáp trả được. Và dĩ nhiên là chỉ có Chúa là đấng vô lượng vô biên, nó không thuộc về trần gian này. Và Ngài vượt lên trên, trần gian chỉ là tạo vật của Ngài.
và chính Ngài mới thỏa mãn khát vọng yêu và được yêu cho mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy, nhìn lại trong sách Sáng Thế thì Chúa đã sáng tạo một cái công trình tuyệt vời cho cả cái vũ trụ này, bầu trời trăng sao, muôn chim cầm thú dưới nước trên bờ, rồi chim bay trên không, cỏ cây tuyệt vời, bao nhiêu hoa thật là đẹp, và muôn vàng cái kỳ diệu ở trong cái vũ trụ này. Nhưng mà chỉ có con người, Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, trong sách Sáng Thế chương 1 câu 6, và đã đặt con người trong cái khung cảnh của một vườn địa đàng đầy thơ mộng để hưởng mọi ân lộc của Chúa ban tặng, ân lộc của bao nhiêu cái hồng ân Chúa cho để phục vụ sự sống con người, và con người được sống trong tình yêu của Chúa. Và cái cặp đầu tiên Adam Eva đã phạm tội, không còn được Chúa đến chuyện vãng với nguyên tổ nữa. Cái đời sống lúc ban đầu hòa hợp hạnh phúc biết chừng nào, nhưng mà khi mà sự dữ đột nhập vào thế gian, cái tội nó phá vỡ tất cả hạnh phúc. Ngay cả Adam Eva là hai người đổ tội cho nhau, tại cái bà Eva, tại Eva đổ tội cho con rắn, rồi mạnh được yếu thua, cho nên trong gia đình không có hạnh phúc, rồi đa thê trên toàn thế giới, rồi bao nhiêu cái sự dữ, Cain Abel, hai anh em giết nhau vì sự ganh tị với nhau, và bao nhiêu cái chiến tranh hận thù trong suốt dòng lịch sử của nhân loại. Thì chúng ta thấy cái con người bị rơi vào cái quyền lực của sự dữ, và quyền lực của sự dữ là chính ma quỷ, và các thiên thần đã phạm tội, đã sa ngã, và Chúa không bỏ mặc chúng ta trong quyền lực sự dữ. Ngài đến để cứu chúng ta, cho nên Ngài bắt đầu thực hiện chương trình cứu độ ngay khi con người phạm tội rồi. Ta sẽ cho dòng dõi người phụ nữ đạp đầu mi, đạp đầu ma quỷ, trong Khải Huyền, trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Rồi cuối cùng ở trong cái cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền mà chúng ta đang đọc, Chúa đến để đổi mới mọi, đến để đổi mới mọi sự. Thiên Chúa đã đi đến cùng, đến tận cùng trong cái việc hoàn thành chương trình của Chúa, là dẫn đưa tất cả lịch sử nhân loại đến cái cùng đích cuối cùng, đã trở nên dân mới của Chúa. Chúa Giêsu là Alpha Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Cho nên Ngài là Thiên Chúa, là khởi nguyên, và Ngài đến trong lịch sử của nhân loại để đưa nhân loại tới cái tận cùng ở nơi chính Thiên Chúa, quay về với Thiên Chúa Cha. Cho nên Chúa Kitô là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã được thành hoàn thành trọn vẹn trong ngày cánh trung, khi Chúa thiết lập một trời mới, một đất mới. Và trong cái tạo thành đầu tiên, Adam Eva đã thất bại, đã phạm tội, nhưng mà trước đó là Adam Eva rất là hạnh phúc. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, và cả hai không có mắc cỡ với nhau, cả hai đều trần truồng, nhưng mà đã trở nên một tâm hồn, một thân xác, một xương một thịt với nhau, bỏ tất cả, ở đây bỏ tất cả, mất cả cái tự ái kiêu căng của mình, cái đam mê bất chính của mình, để trở nên một với nhau. Và sau khi thất bại do tội lỗi thì Chúa cứu chuộc, Chúa đã đưa chúng ta vào cái cuốn sách cuối cùng là sách Khải Huyền, để đưa chúng ta cũng là hình ảnh của một gia đình mới, một tình yêu mới, và Chúa Kitô như là chàng rể, và giáo hội như là cô dâu điểm trang lộng lẫy để thích hợp với chàng rể, để kết hiệp với nhau trong tình yêu với Chúa Kitô, và cùng với Chúa Kitô nên một với Chúa Kitô, chúng ta được gọi Thiên Chúa là cha, và mọi người là anh chị em với nhau, để hưởng cái hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên cuốn sách đầu tiên, sách Sáng Thế, và cuốn cuối cùng là sách Khải Huyền, đưa chúng ta tới cái cùng đích mà Thiên Chúa cứu chuộc, và nhân loại chúng ta vẫn còn phải đối đầu trong cuộc chiến thiêng liêng với ma quỷ, và ma quỷ tạo ra bao nhiêu là sự dữ, và ngày hôm nay đó tạo ra suốt dòng lịch sử của nhân loại, nào là chiến tranh, hận thù lẫn nhau, nó tác động cái tham vọng của con người, cái ham muốn tiền bạc, danh vọng, lạc thú, nơi chính bản tính của con người, nó tác động để con người đam mê dùng quyền lực để đạt được những điều đó, mà dùng quyền lực thì phải gây chiến tranh, gây đổ máu, gây sự bất công ở trong xã hội. Cho nên thế hệ này qua thế hệ kia, nhân loại chúng ta cứ ở trong cái sự cùng khổ đó. Và hơn bao giờ hết, thời đại của chúng ta, như trong chương 12, chương 13, cái cuộc chiến nó càng lúc càng căng thẳng, tới cái tột đỉnh của sự dữ, nó đang nắm toàn thế giới về tiền bạc, về những người lãnh đạo trên toàn thế giới. 85
10% tiền bạc nằm trong những tay tài phiệt của thế giới, tất cả mấy chục ngàn công ty liên lục địa ở trong tay của họ, nhà ngân hàng của họ. Cho nên những người nghèo chịu sự bất công, chịu đau khổ. Nhưng mà khi họ không biết dùng tài năng của họ để phục vụ, thì dĩ nhiên họ sẽ trả lời trước mặt đấng xét xử là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên giữa bao nhiêu cái tấn công của ma quỷ, và nó có kế hoạch để thống nhất thế giới thành một và đập tất cả những cái thế lực nào chống đối cái chương trình, cái tham vọng của họ, để họ đạt được cái quyền lực trên toàn thế giới và đạt được tất cả những cái tài nguyên của thế giới qua những cái nhóm mà họ thành lập trong hội tam điểm, trong nhóm Illuminati, nhóm Bilderberg, là những cái nhóm để họ muốn nắm cái quyền lực trên toàn thế giới, rồi họ nắm được tất cả tài nguyên của thế giới. Thì nhân loại, những người nghèo thì chịu sự bất công đó, và không phải chỉ dừng lại ở đó, họ để cấy vào bao nhiêu là những con người vào làm linh mục tu sĩ chẳng hạn, để gieo rắc những cái tư tưởng sai lạc và làm cho mọi người mất dần cái niềm tin vào Chúa. Đó là những cái kế hoạch thâm sâu của ma quỷ ở trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà khi biết rõ tất cả những sự dữ đó và chỉ đưa con người tới sự bất hạnh, nhân loại phải cầu nguyện với Chúa, phải tỉnh thức và cầu nguyện để mỗi người chúng ta liên kết với Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần, và chúng ta biết cái cùng đích của chúng ta, cũng như thời của Thánh Gioan, Domitian hay là bạo chúa Nêron có bắt bớ tới cỡ nào đi nữa, rồi các hoàng đế đó cũng phải chết, chứ không tồn tại mãi. Và cả cái đế quốc Roma rồi cũng sụp đổ. Biết rằng là cả mấy trăm năm sau nó mới sụp đổ. Nhưng mà đối với Chúa, ngàn năm như một ngày chẳng có nghĩa lý gì với Chúa hết. Điều quan trọng là chúng ta kiên nhẫn, trung thành với Chúa, tỉnh thức để không có bị những cái sự dữ tấn công chúng ta. Cho nên biết bao nhiêu cái mà ma quỷ nó gây ra trong thế giới ngày hôm nay để nó nắm toàn bộ thế giới theo ý của nó. Nhưng mà đồng thời Chúa Thần vẫn tác động trên những người thành tâm thiện trí để xây dựng thế giới đi theo cái hướng của Thiên Chúa. Và Chúa cũng muốn thế giới thành một trong một đại gia đình của Chúa. Còn ma quỷ muốn thế giới thành một ở trong cái quyền lực của nó để đưa con người tới những cái kế hoạch tội lỗi và đi vào hỏa ngục đời đời. Nếu mà không có tổ chức một cái nền văn minh sự chết và chính phủ cổ võ những tội phá thai, đồng tính, luyến ái để con người hưởng thụ khoái lạc tự do về xác thịt, thì làm cho bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu những thanh thiếu niên, con cái lớn lên trong những gia đình đổ vỡ ly dị, rồi không có một nền giáo dục tốt, thì sẽ đưa tới những cái tội ác ảnh hưởng cho xã hội, rồi những kẻ cầm đầu bị ma quỷ tác động theo lệnh của ma quỷ, và tưởng rằng là giảm dân số thế giới, triệt tiêu nhân loại, bớt đi thì họ hưởng hạnh phúc. Nhưng đó là cái kế hoạch của ma quỷ thôi. Để rồi khi mà họ tưởng rằng là giảm dân số xuống càng nhiều càng tốt qua đồ ăn thức uống đầy hóa chất, rồi những cái vũ khí vi trùng, rồi những chiến tranh nguyên tử hay là chiến tranh làn sóng để tiêu diệt bớt nhân loại. Đó là kế hoạch của họ. Nhưng mà họ làm được hay không là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà con người xa lìa Thiên Chúa, không quay trở về với Chúa, thì con người sẽ rơi vào trong cái nô lệ cho sự dữ, trong quyền lực của sự dữ, để rồi đi tới sự triệt tiêu nhân loại trên trần gian. Chỉ những người thành tâm thiện chí kêu cầu Chúa thì Chúa bảo vệ đặc, và dĩ nhiên nhân loại sẽ đi qua những cuộc chiến tranh, rồi như Zakaria đã từng nói là 10 phần chết hết 7 phần, rồi chết 2 còn 1, thì đâu còn gì để đánh nhau nữa. Chết hết rồi, chỉ còn một phần thôi. Và phần đó là cái số người trung thành với Chúa mới được bảo vệ qua khỏi những sự dữ của những đồ ăn đầy hóa chất, của những vũ khí vi trùng, của những vũ khí làn sóng, của vũ khí nguyên tử. Thì vũ khí làn sóng mà bắn xuống thì những con cá dưới biển cũng phải chết. Thì nhân loại ở trong cái vùng đó làm sao mà sống được? Có Chúa cứu đặc biệt thôi. Cho nên chúng ta biết là trong thành Sodoma không còn người lành nào nữa, thì Chúa đành để cho sự dữ nó tiêu diệt. Nhưng mà Chúa cứu gia đình ông Lót ra. Cả nhân loại phạm tội, Chúa cứu gia đình Noe, bởi vì gia đình Noe thánh thiện, tin vào Chúa. Vì vậy,
chúng ta hãy tỉnh thức. Bao nhiêu người lao vào cái chết của sự dữ thì chúng ta hãy đi ngược dòng mà trở về với Thiên Chúa để ngẩng đầu lên. Sự dữ nó càng kinh khủng tới cỡ nào thì đêm nó có quá khuya thì bình minh của Đức Kitô, ánh sáng của Đức Kitô lại sắp đến. Vì Ngài sắp đến, Ngài đứng ngoài cửa, ta sắp đến. Đó là lời mà cầu nguyện của thời của Thánh Gioan, lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Vì Chúa Giêsu ngự đến thì thống trị trong tâm hồn của mọi người, và số người còn lại họ sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa và sinh sôi nảy nở đầy mặt, đã có cái kinh nghiệm đi theo ma quỷ chỉ có tàn phá thế giới này thôi, tàn phá cuộc đời của mình thôi. Và nhân loại với bao nhiêu kinh nghiệm thì sẽ lựa chọn Chúa. Cho nên ma quỷ có cái thời gian của nó, thời gian 3 năm rưỡi là một biểu trưng của một cái thời đại ngắn thôi. Nó bắt bớ tối đa, rồi nó sẽ qua đi. Để rồi những người bị bắt bớ thì họ sẽ cầu nguyện và máu của cái thánh tự đạo đổ ra, kêu cầu lên tới Chúa, kêu thấu tận trời. Thì Chúa ra tay, trói buộc cái thần dữ là ma quỷ. Thì những người bày tôi của ma quỷ là những con người trên trần gian này, đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, sẽ sâu xé với nhau và gây chiến tranh rồi tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng những người trung thành với Chúa được tồn tại và được Chúa bảo vệ đặc biệt để tiếp tục cái sự sống của con người theo ý của Chúa và phát triển một cách mau chóng, để rồi cuối cùng trời cũ đất cũ sẽ qua đi, trời mới đất mới. Cái số người mà tôn thờ Chúa, được hưởng hạnh phúc chung quanh Chúa, cái kế hoạch của Chúa, cái cùng tận mà Chúa Giêsu đến để cứu chuộc, sẽ đưa nhiều người về với Chúa bằng tình yêu của Chúa. Mọi người tâm phục khẩu phục, đầu phục tình yêu của Chúa, chứ không nghe lời của ma quỷ nữa. Cho nên chúng ta biết tiến trình của cuộc chiến thiêng liêng nó đang xảy ra trên toàn thế giới. Và nếu mà nhân loại quay trở về với Chúa, hầu hết đều quay về với Chúa, thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Sự dữ không có thể làm gì được. Vì ma quỷ nó muốn tiêu diệt con người, nó muốn làm khốn khổ con người để ở đời đời dưới hỏa ngục. Cho nên khi con người sống thánh thiện thì ma quỷ nó không muốn mình chết để lên thiên đàng. Nhưng mà khi tất cả nhân loại tội lỗi thì nó muốn tạo chiến tranh ngay lập tức để con người chết xa hỏa ngục đời đời với nó. Cho nên chúng ta biết cái nguyên lý đó, và sách Khải Huyền dạy cho chúng ta để chúng ta biết quyền lực của sự dữ nó chẳng qua là một tạo vật của Chúa thôi. Ma quỷ chỉ là tạo vật của Chúa đã phạm tội và nó lôi kéo nhiều người chạy theo nó ngày hôm nay. Thì điều quan trọng là chúng ta ý thức và quay trở về với Chúa, để lời của Chúa Giêsu là lời chân lý dạy chúng ta, đưa chúng ta tới hạnh phúc và sống cho Chúa. Chúng ta chết cho Chúa Kitô, chúng ta làm việc vì yêu mến Chúa Kitô, chúng ta phục vụ vì yêu mến Chúa Kitô và yêu mến mọi linh hồn Chúa cho ở xung quanh chúng ta, để chúng ta hỗ trợ cho nhau là một thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Chúng ta đi vào cái cuộc sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu Kitô, và một giáo hội lữ hành trên trần thế cũng tiến về giáo hội vinh quang ở trên trời, giáo hội khải hoàn trên thiên quốc với Chúa Giêsu phục sinh, và triều thần thánh trên trời hỗ trợ cho tất cả mọi người chúng ta là con cái của Ngài, của Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc. Cho nên chúng ta thấy yêu và yêu mãi mãi trên thiên quốc mà không có bao giờ chán. Chúng ta được hiệp thông một cách thân mật với Chúa một cách toàn diện, diện đối diện và trở nên một. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu qua bí tích thánh thể, nhưng mà chúng ta chưa cảm nghiệm được sâu xa. Khi chúng ta chết, chúng ta cảm nghiệm được sâu xa cái tình yêu đó, trọn vẹn với Chúa Kitô. Và lúc đó chúng ta nhận ra mình được Chúa yêu và hoàn thành, thành toàn trong Chúa Kitô. Trước đây trong khởi nguyên sáng tạo, con người sa ngã, họ nhận ra mình trần truồng, thì sách Khải Huyền cho biết chúng ta được hiệp thông bắt đầu ngay từ giữa trần gian này qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, để giúp chúng ta hiệp thông trong tình huynh đệ, ăn một tấm bánh là mình máu của Chúa Giêsu Kitô, cùng một đức tin, cùng một tình yêu, cùng một bí tích với nhau, cùng một cha chung ở trên trời. Và như vậy giáo hội vẫn còn trên đường lữ hành ở trên dương thế này, nhưng mà đang nhen nhúm ở dưới đất này cho mọi dân tộc. Cái nỗ lực sống sự hiện diện
và hiệp thông với Chúa Kitô, chờ đợi ngày thành tựu viên mãn trong trời mới đất mới, một niềm hy vọng mà chính Chúa Kitô bảo đảm cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần tình yêu của Ngài là linh hồn của giáo hội. Vì vậy mà suốt dòng lịch sử của nhân loại cũng như tất cả cựu ước đều dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Kitô là đấng cứu độ, là vua tình yêu đã mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến trên nhân loại. Và chúng ta không tìm được một tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã dám thí mạng sống mình vì bạn hữu là chính mỗi người chúng ta, để chúng ta được sống đời đời. Còn tội lỗi thì phá hủy tất cả mọi lời chúc lành của Chúa dành cho con người và làm cho chúng ta mất sự sống đời đời với Chúa và con người phải chết. Thì ngay trong cựu ước Ezekiel đã thoáng thấy từ xa cái nguồn suối nước vọt lên từ đền thờ mới, từ nơi chính Chúa Kitô trong Ezekiel chương 47, và đó chính là Chúa Thánh Thần. Và John đã chiêm ngưỡng từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá, cái nguồn suối sự sống đã tuôn trào lai láng từ trái tim rộng mở của Chúa Giêsu. Và Khải Huyền lại thấy cái nguồn suối ấy vọt lên từ Chúa Ba Ngôi này. Cây sự sống là đời sống vĩnh cửu, để bây giờ bén rễ trong ngai tòa của Chúa và của con chiên, để ban cho chúng ta cái sự sống của Chúa, cái hạnh phúc của Chúa, và chữa lành cho những tật nguyền tội lỗi chúng ta và những hậu quả của nó, để chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa. Nên giữa những thử thách, chúng ta chấp nhận có bắt bớ, có thử thách, có khó khăn, nhưng tất cả đều là cái cho chúng ta cái thước đo của tình yêu chân thật chúng ta dành cho Chúa. Tình yêu chân thật là sự hy sinh cho Chúa, hy sinh ý riêng, hy sinh mạng sống của chúng ta, hy sinh giờ giấc, tài năng, tất cả mọi cái, vì chúng ta yêu mến Chúa và ở mãi mãi với Chúa là cùng đích của chúng ta. Còn mọi thứ trên trần gian chỉ là phương tiện để phục vụ cho cuộc sống của con người, và con người phải đạt tới cùng đích của mình để đưa toàn thể tạo vật đi tới cái mục tiêu của toàn thể tạo vật ở nơi chính Chúa Kitô. Và toàn thể tạo vật Chúa đã tạo thành cho vinh quang của Chúa và cho đời sống trên trần gian của chúng ta, để từ trần gian chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống vĩnh cửu với Chúa trong tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Và như vậy mỗi linh hồn của chúng ta như là một tăng nương, một cô dâu để kết hiệp với Chúa Giêsu trong tình yêu, và toàn thể giáo hội là hình ảnh của một tăng nương bao gồm toàn thể nhân loại để kết hiệp với Chúa Giêsu. Và tăng nương đó phải thánh thiện, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu để kết hiệp với Ngài. Và như vậy sách Khải Huyền cho thấy thành thánh đã mở tung và không còn thấy vết tích của đền thờ nữa, vì từ nay Thiên Chúa và con chiên vĩnh viễn ở giữa loài người, ở với chúng ta. Một nhân loại đã được đổi mới, không còn là nô lệ cho ma quỷ nữa. Và hôn nhân là sự hiệp thông thật sự, nhưng vẫn không đánh mất cái giá trị của tình yêu được. Thành thánh xuất hiện như tăng nương trang điểm chờ đón tăng la là Chúa Giêsu Kitô. Nhân loại cứu chuộc để bước vào sự hiệp thông thân mật vĩnh viễn toàn với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, để trong tình yêu nhờ Thánh Thần liên kết chúng ta nên một với nhau. Và như vậy mỗi người chúng ta được hạnh phúc và đạt được cái cùng đích của đời mình, và cùng với toàn thể anh chị em của chúng ta. Và đến đây chúng ta kết thúc tất cả 73 cuốn sách Kinh Thánh, từ 46 cuốn Cựu Ước và 27 cuốn sách Tân Ước, là 73 cuốn toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và qua những lời Chúa tác động, lời của Thánh Thần Chúa tác động, thánh hóa, biến đổi và làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Chúng ta yêu mến lời Chúa, ta yêu mến thánh thể của Chúa, và tất cả mọi hy sinh, mọi việc làm của chúng ta để kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Bước
chân lên đường theo tiếng gọi Giêsu, xin dâng tâm tình đời con lắm ưu tư, bước chân theo Ngài đi khắp muôn phương, mang trong tim mình yêu thương đến muôn người. Giêsu ơi, lời Ngài luôn tha thiết, giang tay kêu mời lòng con bước theo Ngài, mang tình yêu đi về muôn muôn lối, thương phận người còn mãi khổ đau, con xin theo đường Ngài ban chân lý, yêu thương quên mình vì dương thế tội tình, cho mai sau Ngài luôn chưa ra con gian trần vòng vòng mãi tình Ngài. Tuổi xuân yêu đời bao khát vọng ngày ơi, xin cho về Ngài đời con quá mộng mây, bước chân theo Ngài mang những yêu thương, xin luôn chung tay xin phương suốt cuộc đời. Giêsu ơi, lời Ngài luôn tha thiết, giang tay kêu mời lòng con bước theo Ngài, mang tình yêu đi về muôn muôn lối, thương phận người còn mãi khổ đau, con xin theo đường Ngài ban chân lý, yêu thương quên mình vì dương thế tội tình, cho mai sau Ngài luôn chưa ra khắp gian trần vòng vòng mãi tình Ngài. Sáng niềm tin bước đi theo Ngài, xin mãi kiên tâm